Vâng ạ, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của bên em nhé. Và trong video ngày hôm nay thì em xin giới thiệu tất cả mọi người một dòng van cơ đặc biệt thôi nhá. Nói từ van cơ cũng đúng mà van dòng gang đã có xử lý của chip số rồi cũng đúng thôi nhá. Và bác nào có nhu cầu mua hàng các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em số điện thoại này các bác nhá. Các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em số điện thoại luôn. Các bác đi qua kênh thì nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em các bác nhá. Vâng ạ, em xin giới thiệu tất cả mọi người một dòng van cơ. Thực ra thì về thuật ngữ chuyên ngành của bọn em thì dòng này nó đã xử lý chip số rồi, nó đời nó rất là cao các bác nhá, đời rất là cao, chạy chip số đời rất là cao. Thì con này chính là van Gutin Brabus, đấy, van Gutin Brabus 5FX các bác nhá. Đây là phiên bản vì xanh blue các bác nhá, đây là phiên bản vì xanh blue. Thì nói chung mà về dòng Gutin thì nó cũng không còn xa lạ với cả anh em đúng không ạ, đó là một dòng van cơ siêu đất đúng không ạ, linh kiện cao cấp, độ chất cao, đấy, độ chất cao. Và nó thực sự là nếu để nói là những ai khó tính nhất về những cái dòng mà van cơ thì các bác cũng phải gật đầu với cái dòng này thôi, đúng không ạ? Thứ nhất là hình thức lo rất đẳng cấp, đấy. Thứ hai là bộ nội thất của nó thì nói chung là miễn chê giúp em, đúng không ạ? Từ linh kiện, từ bộ giải mã, từ vỉ chống hú, đấy, cái vỉ chống hú nó rất là sạch sẽ, tiếng rất là sạch các bác nhá, và bộ tạo hiệu ứng này rất đẳng cấp. Đấy, đây là phiên bản vì xanh blue các bác nhá. Brabus bản xanh blue. Thì con này thì nó là dàn do dàn công nghệ của Đức các bác nhá. Dàn công nghệ đến từ Đức. Đấy. Dàn công nghệ đến từ Đức. Germany nhá. Và sản xuất thì vẫn sản xuất ở Chile thôi các bác nhá. Sản xuất vẫn sản xuất ở Chile. Đấy, em trả lời thế cho nó nhanh. Đấy. Không giấu được khách hàng các bác nhá. Em vẫn phải nói cho các bác là nó vẫn sản xuất ở Chile. Nhưng đây là một dòng sản phẩm vang cao cấp. Các bác nghe rõ, nó là sản phẩm vang cơ cao cấp. Đây phiên bản đời sau này thì đây là phiên bản mới thôi nhá, vang mới. Và nó đã được trang bị thêm chức năng rất cơ bản là gì ạ? Bluetooth và cổng quang luôn ạ. Mà tất cả những phiên bản tiền nhiệm trước không có thôi nhá. Thì phiên bản này thì nó có cổng quang để cho các bác chơi rất là hiệu quả rồi đúng không ạ? Cắm trực tiếp vào TV là quá tuyệt vời đúng không ạ? Có cả thêm chức năng Bluetooth nữa thì nói chung mà hết nước chấm đúng không ạ? Và phần chống hú của nó có đây các bác nhá. À, tất cả những cái cổng mà ăn chơi tốt nhất thì con này cũng đã được trang bị rồi. À, các bác nhá. Nói chung là dòng này thì vang nhại nó quá hay đúng không ạ? Quá huyền thoại, tiếng rất là gọn gàng, sạch sẽ, ngọt. Đấy. Nó cũng là một sản phẩm thực sự là rất là được nhiều anh em tin dùng đấy ạ. Lên 6 7 2 3 4 5 6 7 lên 1 2 6 6 7 lên 6. Đây là dòng sản phẩm dành cho những bác nào thích chơi đồ cao cấp đúng không ạ, nhưng mà vẫn thích sự đơn giản thôi đúng không ạ, vẫn thích sự đơn giản, dễ chơi, hiệu quả, dễ chỉnh thôi nhá, không phải gọi là cầu kỳ gì nhiều. Thì đây là một dòng sản phẩm rất phù hợp với những bác nào mà thứ nhất là lớn tuổi là một, thứ hai là không thích sự cầu kỳ, chỉ thích đơn giản, tiếng hay, dễ chỉnh. Đấy, thì con này nó có hết các bác nhá, từ Bluetooth, cổng quang, rồi là chống hú. Và con này nó có thêm chức năng exciter, có là nâng tiếng mic thôi nhá. Exciter có là nâng tiếng mic. Khi các bác mà cảm thấy hát tiếng mà nó không được thoát, có thể các bác vặn những cái nút exciter này lên là cho nó tạo ra cái hiệu ứng tinh trùng tinh chất, nó mịn hơn, nó ngọt hơn thôi nhá. Đó. Và các cái điều chỉnh thêm là có thêm hỗ trợ cho các tính năng dì vọt này để hát tiếng nó mềm mại hơn, ngọt ngào hơn. Thích hợp với những không gian mà rộng. Đấy, thì nó bù âm được vào rất tốt các bác nhá. Còn phần nhạc thì có những cái bát trung chắc chỉnh rất cơ bản đúng không ạ? Đấy, rất là chất. Đấy, đằng sau cũng có cổng chính, cổng phụ. Đấy, SLR. Đấy, surround. Đấy, các bác nhá. SLR surround và có cả super bass viết đầy đủ luôn, center có luôn. Đấy, có cả center, có cả surround. Đó, có cả super bass đầy đủ, có nghĩa là có dè ra hệ thống đúng chuẩn 5 âm thanh 5.1 các bác nhá. Đấy. 6 lỗ đúng không ạ? 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Đấy. Các bác nhá, điện chạy 220. Đây là phiên bản, nó là vang mới. Và bên em đang bán cho các bác giá là 2 triệu 300 ngàn đồng một cây. Bao ship cho anh em và bảo hành cho anh em 1 năm. Các bác nhá. Đó. Đấy. 2 triệu 3 một cây. Bao ship cho anh em và bao test cho anh em 1 tháng đầu tiên lỗi đổi con mới. Và riêng 1 năm sử dụng các bác có vấn đề gì trục trặc, bên em vẫn bảo hành cho anh em trong vòng 1 năm. Ok chưa ạ? Đấy, trong tháng đầu tiên cứ lỗi đổi con mới. Ok chưa các bác? Đó. Nó có rất nhiều các mốt nào eco gì vật, rồi là rất nhiều cái hiệu ứng rất là
cho anh em nhiều sự trải nghiệm luôn ạ. Và nội thất thì nói chung mà miễn bàn rồi đúng không ạ. Đấy, nó là cái sản phẩm chạy hai nguồn. Đấy, nội thất rất là cơ bản, rất là chất chát, toàn là linh kiện cắm rất là cao cấp cho anh em luôn. Đấy, bên em đang bán cho các bác giá là 2.3 triệu một cây, bao ship cho anh em, bao test cho anh em tháng đầu tiên, lỗi đổi con mới và bảo hành cho anh em 1 năm thôi nhá, bảo hành cho anh em 1 năm. Đấy, và bác nào trong video này có nhu cầu mua hàng, các bác gọi điện trực tiếp giúp em số điện thoại này các bác nhá. Các bác đi qua kênh thì nhớ cho em xin 1 like và đăng ký kênh giúp em các bác nhá.